Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 10. Kính chúc quý vị một tuần mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cháy tại công ty may Nam Định, ít nhất 250 xe máy bị thiêu rụi. Chiều cường dâng cao, Cần Thơ cho học sinh nghỉ 3 ngày. Đóng cửa hàng loạt cây xăng, doanh nghiệp tiếp tục tố bộ điều hành có vấn đề. Hàng loạt tàu cano du lịch bốc cháy đang trôi dạt trên sông ở Quảng Nam. Hàng trăm hecta thanh long tại Bình Thuận ngập sâu sau trận mưa giữa đêm. Bình Phước xử phạt chủ đất tự vẽ bản đồ làm đường, phân lô biệt thự bán 9,5 hecta đất ven sông. Skoda bắt tay TC Moto, Việt Nam sẽ thành nơi lắp ráp các hãng xe hàng đầu châu Âu. Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh thứ hai thế giới sau Nga. Đứng tim với những chiếc xe ben không dừng đèn đỏ ở Hà Nội. Báo Thái Lan, chúng ta đang dần quen với chuyện thua Việt Nam. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo Dân Việt, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại công ty may Jongo Smart Search Việt Nam, khu công nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Bước đầu xác định vào sáng ngày 10 tháng 10, khi các công nhân của công ty may mới vào xưởng làm việc thì phát hiện một trong ba nhà để xe của công ty xảy ra cháy. Nhân viên công ty đã chủ động dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó lan rộng, cột khói bốc cao 30-40m, kèm tiếng nổ dữ dội. Nhân viên trong công ty đã gọi điện báo tin tới cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương. Rất may đám cháy không có thiệt hại về người, nhưng có ít nhất khoảng 250 xe máy các loại của cán bộ công nhân công ty đã bị thiêu rụi, lán để xe cũng bị cháy sập. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Jongo Smart Search Việt Nam là doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, hoạt động tại Nam Định từ nhiều năm nay, chuyên sản xuất hàng may mặc, có nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Nam Định với hơn chục nghìn lao động. Thành phố Cần Thơ vừa có quyết định cho trẻ em, học sinh, học viên tự học tại nhà từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt chiều cường trong tháng 9 âm lịch. Theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, sáng ngày 10 tháng 10, mực nước cao nhất trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,21m. Mực nước sông Hậu dâng cao theo các kênh rạch, gây ngập nhiều khu vực ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng. Chiều cường kết hợp nước sông Mekong đổ về sau đợt mưa nhiều từ bão Noru vừa qua, cộng với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh đẩy nước từ biển vào đất liền khiến mực nước dâng cao. Đây là mực nước cao nhất từ đầu năm đến nay được ghi nhận. Đợt chiều cường còn kéo dài 2-3 ngày tới, mực nước cao nhất có thể đạt 2,25m, bằng với đợt chiều cường lịch sử vào năm 2019. Trong sáng ngày 10 tháng 10, các tuyến đường trung tâm ở Cần Thơ như Cách Mạng tháng 8, Nguyễn Văn Cử, Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, khu vực Hồ Sáng Thổi tiếp tục ngập sâu. Tính đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có ít nhất 54 cửa hàng xăng dầu nghỉ bán với lý do tạm hết hàng. Theo phản ánh trên báo Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh, tại nhiều cửa hàng xăng dầu, người dân xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được mua xăng. Nhiều cây xăng bán cầm chừng với mức giới hạn là 20.000, 30.000 đồng, 50.000 đồng mỗi lần đổ xăng. Vì xếp hàng quá lâu, nhiều người phải bỏ đi, cá biệt một số người đã nổi nóng, lớn tiếng với nhân viên bơm xăng. Nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Có người để đổ được bình xăng phải đi từ 5 đến 10 cửa hàng. Về phía các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, họ cho rằng việc điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính có vấn đề là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Phía doanh nghiệp dẫn chứng, theo Nghị định 95/2021, doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu bán ra không cao hơn giá bán lẻ do cơ quan nhà nước công bố. Song Bộ Công Thương Tài chính đã để xảy ra tình trạng chiết khấu âm, nghĩa là khi cộng phí vận chuyển thì doanh nghiệp bán lẻ mua vào với giá cao hơn giá bán lẻ quy định. Điều này khiến chủ các cây xăng càng bán càng lỗ, dẫn tới việc đóng cửa cây xăng đã thành chuỗi với tính chất liên hoàn. Truyền thông trong nước đưa tin, mới đây tại bến du lịch Cửa Đại thành phố Hội An xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến hàng loạt tàu cano du lịch bị cháy. Cụ thể, hỏa hoạn xảy ra khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 10 tháng 10. Hiện đã có 3 tàu du lịch và 5 cano bị thiệt hại. Do ảnh hưởng của sóng gió, các tàu cháy đang trôi dạt qua sông phía xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, cơ bản đám cháy đã được dập tắt. Ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhiều khả năng là do chập điện. Tổng thiệt hại vụ cháy ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Theo báo Người Lao Động, hàng trăm hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vẫn đang khắc phục tình trạng ngập lụt trên diện rộng do cơn mưa lớn kéo dài giữa đêm khiến hàng trăm hecta thanh long và nhà cửa bị ngập sâu. Tại thôn Tà Môn, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất đêm qua ở Bình Thuận với 169,9mm, khoảng 100 hecta thanh long bị chìm sâu trong nước lũ, gần 50 căn nhà của người dân sống dọc hai bên suối Lạnh tại thôn cũng bị ngập. Tại các tuyến đường trung tâm huyện Hàm Thuận Nam, ghi nhận trong sáng ngày 10 tháng 10, nhiều đoạn vẫn đang ngập trong biển nước, có nơi mực nước lên đến gần 50cm.
Hàng loạt xe máy ô tô khi di chuyển qua các công sở trường học ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã bị chết máy, đi lại khó khăn. Theo báo cáo, ngoài diện tích hàng trăm hectare thanh long bị ngập trong nước, nhiều đàn gia cầm gia súc của người dân huyện Hàm Thuận Nam cũng bị chết do lũ tràn về đột ngột. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 650 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ngập úng cục bộ tại huyện Hàm Thuận Nam được xác định do cơn mưa lớn từ giữa đêm đến rạng sáng ngày 10 tháng 10 với nhiều điểm mưa ghi nhận trên 150mm. Thành phố Đồng Xoài Bình Phước cho hay vừa ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng với ông Nguyễn Phúc Cường, 36 tuổi, ngụ phường Tân Xuân về hành vi hủy hoại đất làm biến dạng địa hình. Ngoài ra, thành phố cũng buộc ông Cường phải khôi phục hiện trạng đất ban đầu trước khi vi phạm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tại khu đất rộng gần 9,5 ha thuộc thửa đất 475, tờ bản đồ số 12, địa phận xã Tân Hành, có xe, máy móc, người đang thi công san lấp mặt bằng, làm đường. Qua làm việc, những người này không xuất trình được giấy phép thi công và các giấy tờ liên quan. Theo tìm hiểu, khu đất nằm cách quốc lộ 14 khoảng 3 km, đã được phân lô, mỗi lô có diện tích từ 1.000 đến 1.500 m2, bám theo đường bê tông xóm có mặt đường rộng 3 m và bám theo đường quy hoạch lộ giới 26 m dọc bờ sông Bé thuộc hồ thủy lợi Phước Hòa. Ngoài ra, trên khu đất còn có các tuyến đường nội bộ đang được thi công. Toàn bộ khu đất gần 9,5 ha đã được tách thành 39 thửa nhỏ và một thửa lớn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù khu đất chưa được cấp phép thi công, nhưng chủ đất đã tự vẽ bản đồ phân lô, sau đó quảng cáo giao bán các biệt thự ven sông trên mạng xã hội. Sau hàng loạt tên tuổi lớn như Volkswagen, Peugeot, sắp có thêm một thương hiệu ô tô đến từ châu Âu gia nhập thị trường Việt Nam. Theo đó, sau nhiều đồn đoán, mới đây tại Hà Nội, đại diện Tissimoto và Skoda Auto đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đưa thương hiệu xe đến từ Cộng hòa Séc gia nhập thị trường Việt Nam. Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên, bước đầu Skoda Auto sẽ phối hợp với Tissimoto để đưa những chiếc ô tô đầu tiên về Việt Nam vào năm 2023, phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Nhiều khả năng Tissimoto sẽ nhập khẩu từ châu Âu các dòng xe Skoda, Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia để phân phối từ năm 2023. Song song với việc nhập khẩu các mẫu xe mới nhất sản xuất tại châu Âu, hai doanh nghiệp cũng sẽ tiến hành việc xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Những chiếc ô tô đầu tiên của dây chuyền sản xuất đặt tại tỉnh Quảng Ninh có thể lăn bánh sớm nhất vào cuối năm 2023 và sẽ bán ra thị trường vào đầu năm 2024. Trong kế hoạch xa hơn đến năm 2025, Skoda sẽ bổ sung thêm hai dòng sản phẩm ô tô điện Enyaq 4 và Enyaq Coupe 4 tại Việt Nam. Kế hoạch đầy tham vọng nhưng cũng đầy hứa hẹn của Skoda được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm trung chuyển xe Trung Âu của thị trường Đông Nam Á, ASEAN. Hiện tại, Skoda mới chỉ tập trung vào Singapore, thị trường duy nhất của thương hiệu này trong khu vực Đông Nam Á. Đã từng là thị trường chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm 2020-2021 trong suốt đại dịch COVID-19. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX tăng 382%, gấp gần 4 lần trước khi lao dốc. Cũng trong quãng thời gian này, chỉ số chứng khoán VN Index trên SOSI tăng 148%, gần 1,5 lần. Cho tới nay, ngày 10 tháng 10 năm 2022, thị trường chứng khoán Việt đang lao dốc nhanh nhất toàn cầu. SNX mất tới 40%, trong khi VN Index mất tới 25,7% so với cùng kỳ năm 2021. Mức mất điểm này so với cùng kỳ năm 2021 trở thành mức mất điểm lớn nhất so với các chỉ số khác khắp toàn cầu, trừ chỉ số MOEX của Nga. Giải thích cho nguyên nhân thị trường chứng khoán lao dốc, nguyên nhân trực tiếp phải kể đến là hai thông tin mang tính sóng thần và động đất với thị trường. Hai tin tức đó là, thứ nhất, tương lai tăng lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sau tuyên bố cắt giảm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày của khối OPEC cộng. Thứ hai, tập đoàn bất động sản thứ ba trong năm là Vạn Thịnh Phát sau Tân Hoàng Minh và FLC bị điều tra, các CEO và quản lý cấp cao của tập đoàn bị khởi tố tội lừa đảo trái phiếu doanh nghiệp. Về cơ bản, tội danh của tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát cũng tương tự với tập đoàn bất động sản Tân Hoàng Minh, trong khi tội danh của ông chủ tập đoàn bất động sản FLC là giao dịch bất minh, làm giá và thao túng trên thị trường chứng khoán. Báo Vietnamnet đưa tin, tại tuyến đường trục phía Nam Hà Nội, những chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng liên tục vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông. Loại xe này lâu nay trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường. Theo đó, đường trục phía Nam Hà Nội là tuyến đường trọng điểm của thủ đô, kết nối trung tâm thành phố đi các quận huyện phía Nam như Thanh Xuân, Hà Đông, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. Mỗi ngày trên trục đường này có hàng nghìn lượt xe ben chở vật liệu xây dựng qua lại, đặc biệt vào khung giờ buổi tối, có không ít tài xế xe ben không tuân thủ luật giao thông, chạy tốc độ cao vượt đèn đỏ. Tại nút giao thông trục phía Nam, khu đô thị Thanh Hà, Phú Lương, Hà Đông, hướng đi quận Hà Đông có hai chiếc xe ben cùng nhau vượt đèn đỏ. Những chiếc xe này khi đến nút giao cắt không những không giảm tốc độ mà còn tăng ga vượt đèn đỏ.
Tại chiều ngược lại hướng về huyện Thanh Oai cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều tài xế kéo những hồi còi hơi chát chúa để dẹp các phương tiện khác đang dừng đèn đỏ, nhường đường cho mình. Thậm chí các tài xế còn liên tục đánh võng để tìm khoảng trống cho xe vượt đèn đỏ. Mới đây ở lượt cuối vòng loại U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0. Đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thắng đối thủ này. Trước đó ở bán kết giải U16 Đông Nam Á, U16 Việt Nam đã thắng Thái Lan 2-0. Trận thắng trên sân Việt Trì cũng đánh dấu chuỗi 9 trận liên tiếp bóng đá Thái Lan hòa hoặc thua khi gặp Việt Nam ở năm 2022. Trong đó hai bên hòa 3 trận và Việt Nam thắng 6 trận. Trước diễn biến trên, tờ Thai Rat dùng từ nỗi xấu hổ để nói về bóng đá Thái Lan. Trong khi đó, tờ Matichon cũng của Thái Lan nhận định, chúng ta dần quen thuộc với việc thua Việt Nam. Họ đánh giá U17 Việt Nam chơi hay hơn và giành chiến thắng xứng đáng. Thời gian qua, bóng đá Thái Lan không có những màn trình diễn thuyết phục. Điều đó khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT bị chỉ trích dữ dội. Thậm chí ông Somiot Pompamol, chủ tịch FAT còn bị kêu gọi từ chức. Người hâm mộ cho rằng ông Somiot không đủ chuyên môn để giúp bóng đá Thái Lan phát triển. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc đón cả không khí lạnh và nắng nóng bất thường. Trung Quốc mất gần 600 tỷ vốn đầu tư nước ngoài, buộc phải nới lỏng. Trào lưu tiết kiệm của giới trẻ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Trung Quốc? Trung Quốc đại lục cảm ơn Elon Musk, Đài Loan chỉ trích. Ông Putin nói Ukraine đứng sau vụ nổ cầu Crimea, gọi đây là tấn công khủng bố. Lại phát hiện thêm mộ tập thể ở Liman sau khi Nga rút quân. Truyền hình nhà nước Iran bị chiếm sóng với ảnh chế về lãnh tụ tối cao. Elon Musk nói ông Biden quá già để tái tranh cử. Phản ứng miễn dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến não, gây ra các triệu chứng thần kinh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một đợt sóng lạnh bất thường đã làm giảm nhiệt độ ở miền Đông và miền Trung nước này, dẫn đến tuyết sớm và mưa lớn, trong khi ở miền Nam đang trải qua nắng nóng kỷ lục. Trung tâm khí tượng thủy văn nước này đã phát mức báo động xanh là mức cao nhất với các đợt không khí lạnh. Nhiều nơi nhiệt độ giảm từ 6 đến 10 độ C, có nơi giảm đột ngột 12 độ C vào ngày hôm qua ngày 10 tháng 10. Các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, nhiều nơi có tuyết rơi. Nhiệt độ xuống một cách bất thường khiến người dân Trung Quốc ở nhiều nơi cảm nhận được cái lạnh mùa đông ngay tháng 10. Đồng thời mưa kéo dài đã gây thiệt hại kinh tế cho nước này khi các điểm du lịch phải đóng cửa, hủy các chương trình lễ hội trong dịp lễ. Trong khi đó ở phía Nam, giới chức địa phương đã phát hàng chục cảnh báo hạn hán trong những tháng gần đây. Mùa màng được dự báo có thể phải hứng chịu điều kiện hạn hán tồi tệ nhất trong 50 năm, khi nền nhiệt trung bình tháng 10 ở các năm thường chỉ khoảng 20 độ C. Nhiều khu vực phía Nam như tỉnh Tam Túc, Quảng Đông, Phúc Kiến đã đạt tới nhiệt độ kỷ lục, có nơi lên đến gần 41 độ C. Fang Qian, một nhà khoa học khí hậu cho biết, thật bất thường, chưa ai trải qua mức nhiệt độ kỷ lục như thế này vào tháng 10. Được biết từ đầu mùa hè, Trung Quốc liên tục hứng chịu những hiện tượng thời tiết vô cùng khắc nghiệt, cùng thiên tai liên miên như động đất, lũ lụt. Theo tờ Nikkei Asia, các nhà đầu tư nước ngoài đang tháo chạy khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh chóng. Khi dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy, lượng nắm giữ trái phiếu Trung Quốc của các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 8, dẫn đến thiệt hại gần 600 tỷ nhân dân tệ, tương đương 83 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân được cho là do tăng trưởng kinh tế nước này suy giảm nghiêm trọng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Vào tháng 9, một dòng vốn đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc, đại học sang Hồng Kông với quy mô lớn nhất kể từ năm 2015. Chuyên gia nghiên cứu kinh tế Mark Reardy cho biết, các nhà đầu tư đang rút khỏi Trung Quốc và mua trái phiếu có lợi suất cao từ các nước khác. Ngoài ra, thế giới bên ngoài cũng có thể giảm đầu tư vào Trung Quốc do những lo ngại về địa chính trị, đặc biệt là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraine và có thể gây bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Theo số liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố ngày 7 tháng 10, tính đến cuối tháng 9, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3,029 nghìn tỷ đô la Mỹ, giảm 25,9 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước. Trong bối cảnh đó, chính quyền Bắc Kinh mới đây đã khởi động một số dự án thu hút vốn nước ngoài trong chương trình thí điểm ở một số thành phố lớn. Theo đó, chương trình sẽ nới lỏng các quy định về vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian 3 năm. Các ngành dịch vụ bao gồm du lịch và dưỡng lão ở một số thành phố lớn nhất Trung Quốc sẽ được tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ ra Trung Quốc mở cửa thị trường du lịch nước ngoài, nhưng trong khi vào tháng 5 năm nay, Cục Di trú nước này lại ban hành quy định cấm công dân ra nước ngoài vì những lý do không cần thiết nhằm phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo hàng năm công bố hồi tháng 9 của Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tiết lộ, nhiều công ty đa quốc gia của châu Âu buộc phải thu hẹp hoạt động ở Trung Quốc vì những e ngại trên. The South China Morning Post đưa tin, thói quen tiêu dùng của giới trẻ Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn khi cái gọi là trào lưu tiết kiệm xuất hiện 2 năm gần đây, khiến kinh tế nước này có thể đối mặt với thách thức nghiêm trọng.
Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế và việc làm liên tục ảm đạm, giới trẻ ngày càng thận trọng hơn với tiêu dùng, ý thức tiết kiệm tiền nâng cao đáng kể. Một cô gái cho biết, trước đây chủ đề thảo luận với bạn bè đều là áo quần và những trào lưu mới nhất, hiện nay là tình hình dịch bệnh, việc làm, cách tiết kiệm tiền. Nhiều người trẻ cảm thấy lo lắng cho tương lai khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc liên tục ở mức kỷ lục gần 19% và các công ty lớn nhỏ liên tục sa thải lượng lớn nhân viên. Theo số liệu chính thức, tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng xã hội trong năm nay tăng trưởng âm 11,1% trong tháng 4, chỉ mới phục hồi tăng 5,4% trong tháng 8. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, việc người dân Trung Quốc mất đi sức sống tiêu dùng rất có thể sẽ kéo sụt tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Cùng với dịch bệnh bước vào năm thứ 3, thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc có thể đã thay đổi mãi mãi, ngay cả sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảm ơn ông Elon Musk vì đề xuất giải quyết căng thẳng với Đài Loan, trong khi Đài Bắc chỉ trích tỷ phú này. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Musk cho rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể được giải quyết nếu hòn đảo chuyển giao một số quyền kiểm soát cho Bắc Kinh. Ngay sau cuộc phỏng vấn, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương, đăng trên Twitter rằng tôi muốn cảm ơn Elon Musk vì lời kêu gọi hòa bình cho eo biển Đài Loan và ý tưởng của ông ấy về thiết lập quy chế đặc khu hành chính dành cho hòn đảo. Trong khi đó, bà Tiêu Mỹ Cẩm, đại sứ của Đài Loan tại Mỹ đăng Twitter lên án, Đài Loan bán nhiều sản phẩm, nhưng tự do và dân chủ của chúng tôi không phải để bán. Bất kỳ đề xuất lâu dài nào cho tương lai của chúng tôi phải được xác định một cách hòa bình, không bị ép buộc và tôn trọng mong muốn dân chủ của người dân Đài Loan. Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây gọi vụ nổ cầu kết cây cầu nối bán đảo Crimea được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 là hành động khủng bố do các lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện. Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga nói, không còn gì phải nghi ngờ, đó là hành động khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu của Nga. Vụ này do các lực lượng đặc nhiệm Ukraine nghĩ ra, thực hiện và dàn xếp. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Quốc gia Alexander Pachykin cho hay một số công dân Nga và người nước ngoài đã giúp lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công cầu kết. Ukraine chưa bình luận gì trước tuyên bố của Putin. Cố vấn Tổng thống Ukraine trước đó nói rằng xe tải phát nổ đi lên cầu từ phía Nga, do đó nên tìm câu trả lời ở Nga. Được biết, cầu kết không chỉ là một phần nỗ lực của Moscow nhằm giúp Crimea sớm hội nhập vào Nga, mà còn là tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Nga ở Crimea và các đơn vị đang hoạt động tại miền nam Ukraine. Vụ nổ trên đã làm sập hai đoạn cầu và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Giao thông qua cây cầu cũng bị gián đoạn. Đồng thời, vụ nổ cầu kết được xem là một ác mộng đối với người Nga vì nó từng được đánh giá là một pháo đài bất khả xâm phạm, được kiểm soát gắt gao. Thượng nghị sĩ Nga Ola Kovitidi ở Crimea hồi tháng 4 từng nói đây là cây cầu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới với nhiều lớp phòng thủ ngày đêm hoạt động. Truyền thông Ukraine đưa tin, giới chức nước này vừa phát hiện những ngôi mộ tập thể khổng lồ ở thành phố Liman thuộc tỉnh Donetsk, miền đông đất nước. Cụ thể có khoảng 200 ngôi mộ trên một khu đất ở Liman và có khá nhiều khu đất như thế ở thành phố này. Báo cáo của cơ quan truyền thông Ukraine tiết lộ, một số khu mộ được đánh dấu bằng tên, trong khi những khu khác chỉ được đánh số. Ông Pavlo Kirilenko, người đứng đầu khu vực này cho biết, hiện các nhân viên thực thi pháp luật đang điều tra những nơi này và không lâu nữa sẽ bắt đầu quá trình khai quật. Ông nhấn mạnh, tôi yêu cầu mọi người không bình luận về số người được chôn cất và nguyên nhân cái chết cho đến khi các chuyên gia đưa ra kết luận cuối cùng. Tờ Hromadske cũng đưa tin khi quân đội Nga xâm lược và chiếm đóng khu vực này đã buộc những thường dân địa phương phải thu gom thi thể của những người thiệt mạng trên đường phố. Trước đó hồi cuối tháng 9, giới chức Ukraine cũng phát hiện hai ngôi mộ tập thể khác ở thị trấn Izium miền đông Ukraine sau khi quân Nga rút lui. Thời điểm đó, Tổng thống Zelensky thông báo rằng chỉ vài tuần sau khi một ngôi mộ tập thể chứa hơn 430 thi thể được tìm thấy trong rừng, họ đã phát hiện thêm hai ngôi mộ tập thể khác. Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, một số người được chôn cất trong các ngôi mộ này có dấu hiệu bị tra tấn. Trong khi đó, ông Michael Carpenter, đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu xác nhận, trong suốt cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, khi quân đội Nga rút lui khỏi các thành phố khác nhau của Ukraine, các quan chức Kiev và phương Tây đã phát hiện ra rằng quân đội Nga đang nhắm vào dân thường Ukraine để thực thi những hành động tàn bạo khủng bố, bao gồm tra tấn, bạo lực và thậm chí cả hành quyết. Hãng AFP đưa tin, các tin tặc ủng hộ làn sóng biểu tình tại Iran mới đây đã làm gián đoạn bản tin phát sóng trên truyền hình nhà nước với hình ảnh nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị bao quanh bởi lửa và trong tầm bắn của súng. Thêm vào đó, một thông điệp trên màn hình trong buổi phát sóng có ghi, hãy tham gia cùng chúng tôi và vùng lên. Các hacker cũng đăng tải cô Amini và ba phụ nữ khác thiệt mạng trong hàng loạt cuộc đàn áp
của cảnh sát Iran, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người. Được biết, các phong trào biểu tình đã bùng lên sau cái chết của cô Amini, một phụ nữ Iran bị cảnh sát bắt giữ vì không đội khăn trùm đầu nơi công cộng. Cô hôn mê và chết vài ngày sau khi bị bắt. Tại quê hương của Amini ở Saqqet, Kurdistan, các nữ sinh sau đó đã hô vang và diễu hành trên đường phố, vẫy chiếc khăn trùm đầu hijab của họ trong không khí. Được biết, Iran đã rơi vào tình trạng bất ổn xã hội lớn nhất trong gần 3 năm, nơi đang chứng kiến những phong trào phản đối, bao gồm sinh viên đại học và thậm chí cả nữ sinh trẻ tuổi hô vang, phụ nữ, cuộc sống, tự do. Truyền thông quốc tế đưa tin tỷ phú Mỹ Elon Musk mới đây nói Tổng thống Mỹ Joe Biden, 79 tuổi, quá già để tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và ông dự định bỏ phiếu ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Cụ thể, ông Musk nói, Tổng thống không nên có cách biệt quá nhiều so với độ tuổi trung bình dân số vì rất khó để giao tiếp. Tới khi bạn có chat, tôi không rõ bạn sẽ giao tiếp với mọi người thế nào hay có thể làm được điều đó hay không. Được biết, trước đó, vị tỷ phú này đã bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Biden năm 2020. Tuy nhiên, hiện ông cho biết dự định bỏ phiếu của ông cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử 2 năm tới. Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú Mỹ bình luận về độ tuổi của các chính trị gia. Musk hồi tháng 7 cũng đăng lên Twitter rằng ông Donald Trump, 76 tuổi, nên nghỉ hưu và chọn cái kết có hậu, thay vì tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong khi đó, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Mỹ thuộc Đại học Harvard cùng Công ty Nghiên cứu và Phân tích Harris phối hợp thực hiện được công bố vào hồi tháng 7 cho thấy 71% người Mỹ được hỏi không muốn ông Biden tái tranh cử với lý do ông điều hành không tốt hoặc quá già. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học King's College London cho thấy các phản ứng miễn dịch do nhiễm COVID-19 có thể dẫn đến những vấn đề về trí nhớ và góp phần gây ra chứng sương mù não. Bên cạnh đó, các phản ứng này cũng có thể gây ra cơn mê sảng ở bệnh nhân. Được biết, các nhà khoa học đã phân tích mẫu máu của 36 bệnh nhân được điều trị tại quỹ Guy và St. Thomas NHS ở London trong đợt đại dịch đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020. Một loại protein do các tế bào miễn dịch tiết ra đã được tìm thấy ở những bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 trên. Tuy nhiên, lượng protein này cao gấp 15 lần so với bình thường. Cụ thể, loại protein này được gọi là IL-6, thậm chí còn cao hơn cả những bệnh nhân bị mê sảng. Một trạng thái nhầm lẫn có thể dẫn đến tăng nguy cơ mất trí nhớ. Báo cáo cho biết đây có khả năng là cơ chế góp phần chính vào sự phát triển của các triệu chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19 khi một hệ thống miễn dịch quá kích hoạt. Sau khi được tạo ra, những protein này có thể xâm nhập vào hàng rào máu não, gây ra những triệu chứng thần kinh ảnh hưởng đến nhận thức, trí nhớ, sự tỉnh táo và trạng thái cảm xúc, dẫn đến mê sảng. Trước đó hồi tháng 9, một nghiên cứu kéo dài một năm cũng cho biết khoảng 6,6 triệu người Mỹ bị suy giảm chức năng não liên quan đến việc nhiễm COVID-19. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị yêu mến, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề Chuyện ấm trà và tách trà. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong một tiết học, người thầy hỏi học trò: theo con, giữa ấm trà với tách trà thì cái nào nhận được nước trà? Người học trò trả lời: thưa thầy, tách trà được nhận. Người thầy lại hỏi: vậy tách trà muốn nhận nước trà thì nó phải nằm cao hơn hay thấp hơn ấm trà? Người học trò lại nói: dạ thưa thầy, tách trà phải nằm thấp hơn ấm trà. Sống ở đời cũng vậy, bạn muốn nhận được điều gì, bạn muốn người khác trao cho mình giá trị, chỉ dạy, hướng dẫn cho mình thì bạn phải đặt mình ở vị trí thấp hơn. Muốn rót nước vào tách trà của mình thì đừng đặt mình cao hơn ấm trà của thiên hạ. Đó chính là bài học về sự khiêm tốn. Nếu bạn luôn tự cao tự đại, cho rằng mình biết hết mọi thứ, thì bạn sẽ không nhận được thêm một giọt nước nào. Vì chính bạn tự cho mình là tách nước đầy, không ai rót thêm vào được nữa. Cổ nhân có câu, biển lớn ở chỗ thấp mới có thể dung nạp được trăm sông. Người càng khiêm tốn, càng nhận được nhiều, khả năng bao dung người khác cũng lớn hơn. Lại cũng nói một điều, nước trong ấm trà rót lâu ngày cũng cạn. Chúng ta không thể nào cứ ngồi im ở chỗ thấp, ngồi chờ nước rót. Khi thấy tách trà của mình đã đầy, hãy tự mình tìm kiếm một chiếc ly cao hơn, to hơn, chứa được nhiều nước hơn. Tức là chủ động vươn lên cao và bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu chỉ bảo gì nghe nấy mà không chịu động não suy nghĩ, sẽ chỉ mãi là tách trà nhỏ bé, dễ vỡ mà thôi. Thưa quý vị, khi học và hành xử theo các nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân
được ví như cuốn thiên thư, đã giúp cho người đọc hiểu được nhân sinh quan, thế giới quan. Cùng với việc luyện tập 5 bài công pháp đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nên rất nhiều người đã được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có một nội tâm an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn phía trên màn hình. Nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Với tiêu chí chính xác trung thực giá trị nhân sinh, hành trình tương lai với mỗi video không chỉ là tin tức cập nhật hàng ngày mà còn là mong ước mang đến những giá trị tốt đẹp như những món ăn tinh thần gửi tới quý vị. Hy vọng mỗi ngày đều mang lại những phút giây thư thái và giá trị quay về truyền thống với phần nhân sinh cảm ngộ. Nếu có cảm nhận gì, quý vị hãy để lại bình luận hoặc tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến cộng đồng. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.